Rồi, hello, Hồng An chào anh em. Và tranh thủ tối nay Hồng An xin chia sẻ với anh em những cái phụ tùng xe, máy móc bên trong một chiếc xe Dream Thái đời 96. Chiếc xe đi ba mươi mấy ngàn anh em. Được anh em qua họ sạc nguyên cục máy và những cái linh kiện phụ tùng lẻ. Bây giờ còn lại 4 món của con xe này nha anh em. Con xe đi đi ba mươi mấy ngàn cây, bao đẹp luôn anh em. Anh em nào chốt cái sườn 4 món này nè, 20 củ nha anh em ha. Hai chục củ nha anh em, Dream Thái đời 96 anh em ơi. Xe này là cũng gần 9 lít á, đường 9 lít anh em. Anh em qua lấy rất là nhiều đồ để 96 nha anh em ha. Giờ còn sót lại vài ba cái món gấp cặp te ghi đông bô và những cái phụ tùng lẻ lẻ chút, để ngày mai mình lên lên tiếp đi cục máy. Xe đầu nồi chưa chạm anh em, xe cọp lắm, giòn giữa còn luôn nha anh em. Một sườn này là 20 củ nha anh em ha, sườn nhớ mới, sườn nhớ mới anh em ơi. Anh em là chốt sườn này alo mình 4 món biển số Sài Gòn, ngay chủ công chứng cho anh em luôn nha anh em ha. Nhiều mới nè, hai chục củ cho anh em ha, biển số Sài Gòn công chứng cho anh em. Bóng điện quá trời đẹp, chiếc xe này không rẻ đâu nè. Sơn kêu gì nói, cái tem còn nguyên zin hết rồi. Ok nha anh em ha. 20 củ là bao gồm chản ba, chống đứng đạp thắng, và có luôn cho anh em một cái lốp lốp số và một cái lốp lốp giữa bơm chất rời. Ở đây những cái phụ tùng lẻ của con xe này anh em qua cũng lấy đầu lòng lửa dên nồi, chỉ còn lại cái bộ số thôi. Bộ số xe của anh em rất là đẹp, tâm ra anh em không có lấy bộ số, mình vẫn còn lại bộ số trên chiếc xe này. Bộ số này cọp lắm nha anh em, ba mươi mấy ngàn cây anh em. Đó. Cái xe của anh em khách hàng này cũng là một bộ số đẹp, tâm ra khách không có lấy. Chỉ lấy dên nồi đầu lòng lửa bình xăng ba nắp, coi như là lấy muốn hết rồi. Giờ mình còn lại những cái này thì mình chia sẻ cho anh em nha. Nói chung là đồ của mình trên xe thì anh em yên tâm, còn khi mình đổi của anh em khách hàng thì mình cũng phải kiểm tra rất là kỹ anh em ha. Khi mình bán hàng mình đã đổi với anh em, cho dù máy nó êm thiệt, khi qua là mình cũng nổ máy sẵn rồi, rất là êm, nhưng mà mình cũng phải mở ra kiểm tra vì họ đã lên code, đầu lòng đã lên code và cam cò cũng mở ra kiểm tra hết cho anh em luôn, kể cả lửa bình xăng con.
còn đồ của mình thì nó khác. Anh em cũng đã lấy hết trơn, giờ mình là còn sót lại đồ của mấy anh nè, tay mình đổi đồ mà anh em, mình sàn đồ mà, thì mình sẽ thu lại những đồ của anh em, chứ người ta anh em lấy về làm gì anh em, để bớt số tiền mình thu lại. Anh em cũng đỡ được mười mấy củ, cũng đỡ gói ghém được cho anh em ha. Đó. Trước tiên là mình đi cái ba nắp này nha, nè cục treo máy xe mình nè anh em. Mới rớt ra nè, xe đầu nồi chưa chạm 30 mấy ngàn cây mà cục máy này khủng khiếp lắm. Rồi mình đi chi tiết anh em ha. Trước tiên ba cái nắp này, mình cũng bán giá cũng tốt anh em ơi, giá tốt này của anh em khách hàng. Đó. Quay kỹ nha anh em ha, ba nắp này ở trên đây nó hơi bị chóc nha, mình bán 2,5 triệu thôi. Anh em nhớ cái mã của mình nha anh em ha, 2,5 triệu nha anh em. Đẹp, nói chung là quá ok, ráp xe 4-50 là bình thường anh em ha, bán nguyên bộ 2,5 triệu nha. Ráp xe 4-50 là chuẩn, chung là đẹp, không có bị nứt bể anh em ha. Nhưng trên đây nó hơi bị xấu nè, anh em về dặm lại, không để gì thì để. Rồi bên nồi, nồi thì cũng có chỗ này chút xíu bạc bạc. Trong xe của anh em cũng đã làm đầu lòng lên cốt, dên thì hơi bị rơ nhưng mà dên zin. Anh em chơi lớn thì qua quất nguyên cục máy cọp luôn. Thì sắp mình thu lại của anh với cái món hàng này để chia sẻ cho anh em, những cái anh em nào mà có khả năng ít tiền có thể tiếp cận được những cái sản phẩm này, chứ đồ của mình nó giá trị cao quá, nhiều khi anh em mua nó hơi tốn kém, đúng không? Bây giờ có tiện thể có những cái đồ lẻ này nè, anh em khả năng ít tiền có thể ráp những con xe 30-40 triệu, ok lấy về ráp. Đồ zin không nha anh em ha, toàn bộ là đồ theo xe hết, không có đồ lai gì hết nha anh em, duy nhất có bộ nồi đó bị lai quên pha. Rồi anh coi kỹ cho anh em ha, đẹp chỉ có phần này thôi, hơi bị chày chỗ này bạc chút xíu. Bộ ba nắp này mình bán 2,5 triệu thôi nha anh em ha, Kim Thái. Rồi ok nha, tiếp đến là bình xăng con có bao tử luôn nha anh em, bao tử theo xe luôn nè, nguyên combo luôn. Anh em đổi cũng nhiều lắm, hình như đổi hết chỉ giữ được cái bộ số thôi à, bộ số do đạp cần số thôi. Bình xăng cũng anh cũng đổi luôn rồi. Boe này 300k nha, của Đêm Thái nha anh em, 300k Đêm Thái nha, đúng Đêm Thái nha anh em, có thể gáp cho Super được nha anh em ha, Super đời đầu rồi đó, Đêm Thái. Rồi bình xăng con có luôn cái co luôn, có luôn co của Đêm nha anh em ha. Xăng con này trong quá trình là khi mình nổ máy chạy thử này kia là liền ra ok, không bị hợp gì hết. Đó. Nè. 88. Xe bông manh này cũng là đúng rồi, Đêm Thái hết toàn bộ. Đó. Đó. Cũng tương đối là đẹp lắm nha anh em. Hơi bị dơ nên về rửa lại nha anh em ha, về rửa lại. Bao êm, đăng ti nhuyễn, ga đầu ga cuối không có bị hộp, không chảy xăng dư nha, vì đang xe sống anh em. Cháy ga này có thay rồi, thay ga thay kim,
Thay ga thay kiếp rồi nha anh em ha. Thay ga thay kiếp rồi nha anh em. Rồi, này ga đây ga mới luôn nè. Không có miếng khuyết luôn anh em. Đó. Và xo zin nhẹ. Này ok. Đó. Thì cái bình xăng này mình bán đúng 1 triệu cho anh em ha. Có luôn co luôn nha. Đó. Có luôn cái co xăng này. Anh em không lấy co mình bớt cho anh em còn 800k thôi, 800.000. Bình này nói chung là bảo hành anh em mình dùng tới 6 tháng lần nha. Liền ga không hợp ga, ga đầu ga cuối liền, RNT nhuyễn. Đó. Bao tử là 300k, 300.000. Đó. Viên combo này là 1.300.000, không lấy co xăng, bớt 200.000. Ống xăng đầy đủ hết, không thiếu em ha. Rồi tiếp đến cái lồng, lồng cốt 1, lồng cốt 1 đang ok anh em, đang dùng được nha, không ra khỏi, không hở bạc nha. Anh em mua về ráp, ráp liền luôn cũng được luôn nha anh em. Không ra khói, không hở bạc, không đổ hơi gì hết, không vũ đuôi bê tông nha anh em ha. Đó. Này, rất là nặng, không có bị rớt. Đó. Cốt 1 nha anh em, đang dùng GN5 luôn nè, HF bê tông, là bê tông của hãng đó. Đó. Ok anh em nè, đuôi rồi không bị khuyết, bị sọc, bị xước. Bạc cũng còn như mới nha anh em. Anh mới làm đây được mấy tháng đó anh ấy. Mới làm đây mấy tháng thay luôn cái nồi alpha nữa đó. Đó. Rồi bảo hành dùng nha. Vẫn bảo hành cho anh em mình nha. Đó. Anh em ráp lên 6 tháng dùng. Ra khỏi hỏi bạc, một đổi một cho anh em. Lồng cốt 1. Lồng bóng láng không khuyết, không xước, không sọc. Lồng này 1.500.000 nha anh em ha. 1.500.000 nha. Anh em dùng ok anh em ơi. Chứ lồng zin nó mắc lắm. Lồng zin bên mình bán những cái lồng đẹp đẹp cũng phải cỡ 4 triệu một cái lồng đó, 4-5 triệu đó. Những cái lồng mà đi 30.000, hai mấy ngàn. Lồng xài lồng này đi, đừng có đóng sơ mi. Xài lồng cốt nhưng mà đi hoài đó anh em. Chắc cú. Vừa rẻ, đi được, ok. Anh em đừng bao giờ đi những cái lồng đóng nha anh em ha. Lồng đóng tốt nhất là bỏ đi. Anh em mà đi cốt 3, mà cốt 2, mà cốt 3 là tốt nhất nên bỏ đi. Kiếm quay về lại xài cốt 1. Đừng có xài đóng lại xài không bền anh em. Nóng chạy không có ngon ha. Đi đường xa nó sẽ bị gì, máy nó sẽ bị gì lại nha. Thà đi những lồng zin mà sấy lên cốt 1 đó, đi nó cũng chuẩn lắm anh em. Đi xa đi tỉnh đồ khỏe, không sao hết. Quan trọng là anh em dùng bê tông á, bê tông nó tốt, bạc tốt là xài bền lắm, xài 2-3 năm là bình thường. Rồi tiếp đến củ đề than zin, than zin nha anh em, than zin nè, bao nhẹ anh em, rất là nhẹ ha anh em ha. Nè củ đề này là trên chiếc xe đó, trên chiếc xe ảnh không có lấy củ đề, ảnh dùng là cái củ đề của ảnh. À, thì củ đề này mình cho giá luôn nè, 1.500.000 nè, than zin nhẹ như xe điện, bảo hành 6 tháng dùng nha anh em ha, 6 tháng dùng cho anh em nha. Than chưa mở, chưa gì hết nha, chưa vệ sinh luôn nha anh em. Anh em nhớ nha, 6 tháng dùng nha, củ đề rim thái, than chưa thay, bảo hành 6 tháng, cục nhông như mới, vàng ươm luôn nha anh em. Đó, nhẹ hiều rồi anh em. Đó, một tay là phải trái đó anh em, đúng 1.500.000 mới bán nha anh em ha. Vì đồ là đồ trên chiếc xe của mình đó, giá trị cao lắm anh em. Nhưng mà anh có đồ nào của anh xài được thì anh không có thay, đỡ tốn kém. Rồi tiếp đến, chứ cái nào cũng thay hết thì cũng tính ra anh cũng tốn dữ lắm, tại đồ anh đang dùng được mà anh em.
cái nào cảm thấy cái nào mình nên thay Hồng An cũng tư vấn cho anh em khách hàng rồi, không nhất thiết phải thay hết đâu anh em, đúng không? Rồi cái đầu, đầu cặp súp bắp này zin nè, chỉ có mở ra sấy súp bắp thôi, đừng có anh có mở ra anh sấy súp bắp, cam cò zin luôn, ắc zin, cam cò chưa có mài gói, cò đẹp. Bao anh em mình dùng nha, cái đầu này bảo hành dùng nó 6 tháng nha anh em cứ dùng thoải mái nè, anh em coi nè, cái lỗ bộ nó khô ráo, nó không có nhớt động bên trong nè, nhìn cái cổ là biết rồi, là nhìn đến em sạch sẽ khô ráo, thấy chưa đẹp không? Quan trọng cái cổ ra cổ bô đó, nó mà nó bị lem nhem, nó ướt ướt bên trong đó là chắc chắn là xì nhớt, xì chân vít hoặc xì phớt số bắp rồi. Kể cả ốc bùa sông vẫn còn nguyên zin nè, nguyên zin nha anh em ha, không đóng bùa sông nha, sơ mi nguyên zin bạc ắt nó ok đẹp, đầu này quá đẹp anh em, ET14 đẹp nha anh em ha. Rồi nói chung được rồi, ảnh đã lên cái lồng cách 1 thì ảnh phải thay giòn rồi, giòn này giòn đã thay rồi nha anh em ha. Anh em về ráp bình thường, bảo hành 6 tháng dùng. Rồi tiếp đến là cặp cò và cây cam, nói chung là những cái đồ mà nó đã rớt qua là bên shop kiểm tra kỹ lắm anh em, thà là zin là zin hết, chưa rớt đầu thì mình không không cần đo. Mà khi mà rớt đầu rồi á, cây cam là mình phải kiểm kiểm tra nó có mài lại cam hay không, vì những cái cam zin á nó bị khuyết á, đa số anh em người ta thợ đem đi mài lại, mài cho nó láng lại để dùng tiếp, vẫn là cam zin nhưng mà mài lại cho nó láng lại, còn nếu mà cam zin mà chưa mài nó sẽ ngon hơn nha anh em, cam mài là dùng không được anh em ha. Nói chung mình có thước đo mà anh em, cam chuẩn nè 21 ly 1 gram rưỡi nè, hai bên đều vậy anh em ha. Thấy chưa anh em? Chuẩn đúng không? Là chưa mài anh em ha, 21 ly 1 gram rưỡi là mã số chuẩn, thông số chuẩn của cây cam. Nếu mà đã có mài xuống á là nó sẽ còn có 21 ly mài để bứt đi 1 gram rưỡi hoặc 2 gram là bắt đầu cây cam nó sẽ bị thấp rồi, thấp cái gối là nó sẽ chạy, nó không còn hơi, mất hơi nhiều lắm nha anh em. Năm nay mình mua những cái xe mà đã rớt đầu nồi ra đó, mình quan trọng cây cam lắm, vẫn là cam zin nhưng mà họ đem đi mài láng anh em đâu biết được đâu, mài láng là nói chung là anh em nhìn nó cũng như cây mới vậy đó, nhưng mà nó sẽ thấp, cái gói bị thấp là đâm ra là anh em chạy nó mất hơi, nó không như hơi như hơi zin, nó thấp xuống rồi anh em, nó đóng mở á, là cái súp bắp nó sẽ cạn bớt, nó không có hút được nhiều và không có xả được nhiều anh em, chạy nó yếu lắm. Nên mình có là rất là kỹ vấn đề mà anh em mà đem đồ qua mà đã làm qua đầu nồi gì đó, rớt đầu qua mình phải đo cái cam mà cam chuẩn đẹp là anh em nhìn không cháy không khuyết không gì hết, cam này rất đẹp anh em, quá đẹp luôn ha, đặc biệt là chưa có mài nha, mình nói rồi cam mài là thua, mà mài sao anh em, mài mình phải có thước đo mới biết được chứ sao, không có thước đo sao mà ra được biết được cây cam cam mài đâu anh em, thấy không? Có thước đo là ra được liền là ra cái tỷ số chuẩn của nó hai bên đều giống nhau, ít nhất là 21 ly 1 gram rưỡi là đúng, còn không có 21 ly là cam như là nó đã mài xuống rồi, nó nhỏ nhỏ bớt rồi anh em, không nên dùng ha, mài nó sẽ mềm lại nha anh em. Cái cam này cam zin bạc đạn zin nè, đúng zin luôn, nhông cam zin anh em. Cặp cò thì anh em cũng kiểm tra rồi anh em ha, đẹp bóng sáng bảo hành dùng đúng cò zin, đúng cò zin nha anh em. Đúng cò zin. Rồi ok ha, nè ốc zin luôn nha anh em, ốc zin nha. Như khi người ta thay rồi đó, đây là ốc chỉnh cò là zin luôn đó, bằng thép cứng, ắc cò không có rơ, nhẹ nhàng không bị lỏng,
chứ là mình cũng đã nổ máy rồi đó, nên thẳng là nó rất là ok, chẳng qua mình kiểm tra sơ cho anh em biết thôi. Rồi, những cái khâu kỹ thuật mình kiểm tra kỹ lắm anh em, không có rơ nè, không có bị cháy nè, nhẹ nhàng không rớt, rớt xuống là thua nha anh em ha. Ok rồi, báo cho anh em biết luôn, mắt kiến zin luôn anh em ha. Rồi cái đầu này mình bán cho anh em nè 2,5 củ thôi, cam cò nguyên zin hết như vậy đó, 2,5 củ bảo hành 6 tháng dùng cho anh em, đặc biệt là cặp súp bắp zin nha, súp bắp là đúng súp bắp zin nha, chưa có thai nha anh em, và trong quá trình là không có bị lỏng chân vít hoặc kêu cam kêu còi gì hết nha anh em. 2,5 củ 2,5 triệu nha anh em ha. Rồi tiếp đến qua lăng mâm lửa nè, qua lăng mâm lửa này của anh em khách hàng họ thay ra cũng là một bộ đẹp đẹp nha anh em ha. Nè, chấm mực còn, chấm sơn còn nè, cái này là do quá trình người ta khách đi thì nó cũng để bị vô nước chút xíu anh em, vô nước chút xíu nha anh em ha, đâm ra thì nó hơi bị đóng cái ten này. Mình cũng ghi giá cho anh em biết luôn nha anh em, lên sầu nha nè, đời này hiếm lắm nha anh em, lên sầu nè, điện thái nè. Anh em hiểu rồi nha anh em ha, ba cái chấm này anh em tự biết nha, tự nghiên cứu nha anh em ha. Đó. Anh em nào am hiểu thì anh em tự nghiên cứu cái ba chấm này là tại sao nó có cái chấm này, nó nằm ở đời nào anh em tự hiểu tự nghiên cứu nha anh em. Đó. Quá đẹp em ha. Đó. Chấm mực còn. Đó. Ok, không có cạ anh em, không cạ nha. Đó. Rất là đẹp. Chấm mực còn nè. Đó. Quá trình người ta để lâu rồi nước nó vô đó anh em. Đó. Chưa có đóng nè. Thất đề zin cho anh em ha, thất đề zin, bi zin luôn, nhẹ. Đang quá trình là đang đề bình thường anh em ha, qua lăng đang dùng bình thường nè, coi nè, đề nhẹ nhàng mà nói chung rất là êm nhẹ luôn anh em, êm và phải nhẹ luôn nha anh em ha. Đó. Không khuyết nè, như mới. Đó. Nó có mã nha anh em ha, coi mã đi anh em, có mã đây nè, đâu mất tiêu rồi, có chữ đâu đây, nhỏ xíu rồi, có chữ đây nè, bên đây quên đây anh em, đúng chưa anh em. GB4 nha anh em ha. Ok nha, phốt zin còn mềm nè, chưa có mòn nha anh em, đề nhiều nó sẽ mòn cái găng này nha anh em, nó phá sơn đề nha, ít đề nó mới được dày như vậy nha anh em, chưa khuyết. Rồi ok nha, bao gồm cái bộ đề này nó có luôn sơn đề nha anh em, sơn đề nè, chấm mực còn nè, sơn đề zin nè. Thằng lằn zin luôn, chấm mực chấm sơ còn nguyên hết. Ốc này. Bao xài cho nên mình xài đã luôn anh em, bộ này xài đã luôn, bao tốt luôn. Đồ của mình nó cọp lắm á, bộ của mình nó còn dữ dằn hơn nữa đó anh em, bộ của mình là nhìn là nói chung là nó bảy màu luôn, cái này nó nói chung là xe nó bị vô nước nó hơi táp táp chút xíu, không sao anh em ha. Anh em coi nè, lửa zin nè, trời ơi đã quá trời đẹp, lửa zin zin anh em, đúng lưỡi riêng thái nha anh em ha, chứ phải súp bè nha anh em coi kỹ nha.
nhiều khi người ta bán súp bê cho mình đó anh em. Lẩu chim Thái nó mắc lắm, lẩu súp bê anh em biết biết liền à. Họ độ chế lại, họ luồn dây vô đó anh em, thấy không? Hai cặp này là chưa có bị quéo, chưa có bị tưa, mới lấy ra lần đầu đầu tiên luôn anh em, tháo ra lần đầu tiên luôn. Đó. Một cái bột mò, một cái số 4 cao su mềm, mềm xèo anh em, thấy không? Đó. Đặc biệt anh nhìn cái chuôi điện nè, với niêm phong còn hết nè, tại mình cầm dơ anh em, không cắt không nói nè, đúng 7 7 cọc nha, đúng 7 cọc luôn nha anh em. Khi người ta lấy súp bê nó ra có mấy mấy dây thôi, nhưng ta luồn anh em, luồn thêm hai cọng dây đó. Và người ta chế là cái chuôi, người ta làm lại đó. Lưỡi súp bê họ bán riêng Thái là bình thường, chịu khó luồn hai cọng dây số 4 và cái bên bên mò thôi là chế được hết. Còn này nguyên zin anh em nhìn biết liền à, không có luồn nha anh em ha, không luồn dây. À, chuôi nó ngang với nhau hết. À, rồi đúng lửa nha anh em ha. Bộ này bán cho anh em mình giao lưu chơi. À, rửa rim Thái đẹp, bao gồm nguyên bộ sơn đề có đủ hết cho anh em, nguyên bộ như vậy đó. À, bảo hành 6 tháng dùng cho anh em nha. À, cũng là bi đề này như mới luôn anh em, rất là nhẹ nhàng, bảo hành dùng. Hiếm được cái thớt đề như vậy lắm anh em, thớt đề đa số là bị dấp bị khuyết nhiều lắm. Anh em mua lẻ cái thớt đề không nè, ở ngoài người ta bán cho anh em 1 triệu đó, thớt đề không nha, 1 triệu nha anh em. Mà mình bán nguyên kèm kèm cái này đủ thứ trong đây hết, mình bán có 3 triệu anh em, 3 triệu nha. Đó, anh em nhớ nha anh em ha. Rồi thì đồ bảo hành không nha anh em cứ nhớ 6 tháng, 6 tháng toàn bộ, 6 tháng hết nha, bảo hành cho anh em nha. Còn một ngày là vẫn còn bảo hành nha. Trước khi mình lên clip là mình có ghi cái ngày hôm nay mình lên clip, thì nhãn phụ tùng này mình cũng có lưu lại trên cái clip rồi nha anh em, có mã số, có thông số hết đó. Thì anh em cứ dùng trong 6 tháng 180 ngày anh em dùng vẫn còn bảo hành cho anh em, một đổi một. Nếu về bị đứt lửa hoặc bị đề nó bị lỏng đề lỏng bi gì đó, alo shop shop sẽ đổi lại cho. À, kể cả cam cò cũng vậy nha, trong 6 tháng dùng mà cam cò chạy, trong quá trình chạy nó bị kêu chân dứt hoặc cò nó kêu nó bị cái gì đó, shop đổi một đổi một cho anh em. Kể cả bích tông bạc cũ đề cũng vậy nha, bình xăng cũng vậy nha anh em ha. Vẫn còn một ngày là vẫn còn bảo hành nha anh em, 179 ngày vẫn còn bảo hành. À, rồi tiếp đến là bộ nồi, bộ nồi khách thay nè, mới thay được đợt Tết nè, là một lần một đồng bộ luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, nồi là nồi súp bê, ý là nồi quay alpha, nồi zin. Tại khách nói là bộ nồi cũ nó tệ quá rồi, nó bị hú thì không thể nào thay bố lá thay gì hết được, buộc phải mua một cái bộ nồi mới, hàng rã xe quay alpha. Đó, quay alpha anh em ơi, quay alpha nha, KFM nha anh em, 18 alpha nè. À, mình quay chủ yếu là cái mã số đó, FCC nè. À, alpha nha anh em ha. À, bố này bố zin, khi mình rã ra mình chạy thử con xe này rất là ok, mạnh bốc nhẹ êm, không hú không giọng không gì hết, rất là chuẩn luôn, bao chuẩn luôn, bộ nồi này bao chuẩn luôn nha anh em nè. Em coi cái vách của nó nè, những cái vách mà nó còn chưa có bị mớp bị dỗ à, thấy không? Những cái vách này mà nó mớp nó sâu vô khuyết xong là đi rất là nhiều, vách này nó mới phớt phớt anh em. Cái bộ nồi này hàng rã ra là mình tình trạng mình đánh giá là nó còn mới tầm cỡ 90 nha anh em ha, tuy là hàng rã theo xe nhưng mà độ mới nó còn dùng được tới 90 lần, đồ này rất là cọp. Ông anh này cũng chịu chịu chung chi chi lắm á, nhưng mà nhiều khi ảnh thích cái đồ nào mà nó nguyên bản hơn, zin theo xe hơn nó hay hơn. À, rồi nhông nè anh em, như mới luôn đó nè,
thấy còn sớ anh em, còn sớ luôn mà chưa khuyết mà anh em. Đó. Rồi tới cái càng, càng này nè anh em. Rất là mới, trùng mới lắm anh em ơi, bố rồi. Đó. Đã dày. À. Nói chung là nhìn thôi anh em ơi, quan trọng anh em ráp anh em chạy á. Chạy mới là quan trọng, cảm nhận lúc mình chạy chứ nhìn sản phẩm nhiều khi nhìn như vậy với anh em ráp lên chạy nó khác liền anh em. Nhiều khi ráp lên nó hú, nhiều khi chạy nó bị rung, bị giật. Ga đầu, ga giữa, ga cuối cái nồi nó khó chịu lắm nha anh em. Không như anh em mình nghĩ đâu, khó chịu lắm á. Đẹp là một lẻ, quan trọng anh em ráp lên chạy làm sao đó. À. Nó khó chịu lắm nha anh em. Đó, thấy chưa? Mới chưa 90% đó, nhưng mà quan trọng là anh em ráp lên có chạy có được như vậy hay không. Mà riêng shop thì bảo hành cho anh em mình rồi. 6 tháng anh em mình cứ dùng. Không hú, không có bị rung, ga đầu, ga giữa, ga cuối. Nhích cái là nhóm nhóm. Như vậy thôi. 6 tháng dùng nha. Không bị lì, không bị la, không bị tuột. Đó. Bộ nồi này nè, 2,5 củ. Anh em lên lên chơi đây anh em ha. Giá tốt lắm nha anh em. Những cái bộ nồi này mình nghĩ là nó không có trên những con xe đi nhiều đâu. Xe tầm mười mấy 20 ngàn thôi đó. Bộ nồi này nè. Thì bao gồm cái gì anh em? Bao gồm những cái muỗng đưa anh em hết. Anh em ha. À, bi chặn bi đồ nè. À. Có cho anh em hết luôn nha. Muỗng càng rồi còn nguyên hết. À, ốc tan đồ. Chuồng heo luôn. À, nè chứ có khuyết nè, móc ít móc nhiều quá nó sẽ bị khuyết cho anh em. Ừ. Còn tròn vo không bị ăn lõm anh em ha. À, nhìn sản phẩm mình biết mà anh em, mình làm chung là nhìn cái đồ là hiểu rồi, móc tới đâu rồi móc tới móc lui nhiều quá nó cũng sẽ bị khuyết cho anh em, quá đẹp rồi. 2,5 củ cho anh em ha. Tiếp đến là cây dơ này. Cây dên này của ông anh cũng đã đổi với mình rồi. Hiện tại cây dên này cây dên zin, trong quá trình là đang hoạt động bình thường, chưa ép, mặt đạn zin vẫn còn luôn nha anh em, răng cỏ còn đẹp, bao đẹp luôn. Nói chung là nồi có mở phải có dấu bắn rồi anh em ha. Nè, coi nè, mặt đạn zin nè, dên nè, mã N nè. Đó. Quá đẹp anh em, cái dơ này ắt là ok nha, không có rớt cho anh em ha. Anh em mua dơ anh em để ý nha, đừng có để lỏng cái ắt này nha, lỏng cái ắt này mà tác hại lắm nha anh em. Coi vậy với nó lại có vỏ đó anh em thấy không, không có lỏng nè. À, là chứng tỏ là cái dơ này đi cũng không đến nỗi nó đi nhiều, đi dập, đi nát. À, thì khi bỏ như vậy là cái ắt mà cái tay dơ mà cái lỗ nó đã quát á, là bỏ vậy là cái ắc nó rớt rớt xuống liền nha anh em. À, rớt xuống liền nha. À, rớt xuống như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiếng kêu ắc dên, là nó như vậy đó anh em, nó bị lỏng mà nó sẽ có tiếng kêu, mà để như vậy không không bao giờ mà nó kêu đâu anh em, đặc biệt là ắc zin nha, không phải ắc mới anh em ha. Ắc zin đã dùng qua, ắc theo xe mà còn như vậy đó anh em, ắc theo xe anh em nhìn nè, nó có cái khuyết đây nè, lâu ngày nó có một cái lằn nó để là cái tụ nhớt trong đây anh em thấy không đó. Còn mà cái ắc mới á, nó sáng nguyên cây mới tinh nè, nó không có những cái tụ này nó lem lem này nè, do nó hoạt động một chỗ à, lâu ngày nó sẽ có một cái quằn đó. Thử với thử ắc zin nha, đừng có thử ắc mới nha anh em ha. Đó. Mà quá ok rồi anh em đó. Đó, anh em coi bên lửa, trời ơi cái lửa đó anh em đó. Cỡ này đó thì mình nói rồi, xe này là ok. À, đồ đạc ok hết, dên zin bảo hành 6 tháng cho anh em mình dùng cái dên này nè. À, 6 tháng dùng nha, còn anh em qua tiệm ráp bảo hành 1 năm. À, cái dên này nè, kim thái nè, trời ơi nhìn nó đã anh em, đều rất là đẹp. Cái dên mình nó còn giữ hơn nữa, cái dây mình giữ hơn nữa nha anh em. Cái dây mình giữ hơn nữa đó, cái dây này của anh em khách hàng họ đổi nguyên cái combo ra đó,
Cái của mình nó còn dữ hơn nữa. Này chưa đâu. Đó. Chưa đâu anh em. Nè. Cứ ngắt. Trong khách này kỹ tính là chẳng qua anh muốn xài đồ zin mà làm một lần cho nó sướng luôn. Anh không muốn like lạch chạp và lên code này kia thôi. Đó. Cái đồ của anh cũng là chuẩn lắm á, tại anh không có trước giờ chưa có biết mà độ zin nó sao sao thôi. Anh dùng xe kỹ lắm, anh coi cái nhớt của anh nó xài là cũng biết rồi. Đó. Có mã nha anh em nhớ nha. Đó, GF6 anh em. GF6 nè. 33 nè anh em, có mã nha. Đó. Đã chưa? Sướng không? Quá trời cái tai dên. Đó, anh em mua dên lẻ, mua dên đâu cũng vậy nha. Thợ thầy cũng vậy, nhưng anh thợ mới ra nghề kiểm tra cái này nè. Đó. Nó nhẹ nhàng mới ok nha, mà lỏng là thua nha anh em. Nặng cũng là thua nha anh em, có ra một cái kỹ thuật. Độ rơi của những cái cơ khí là nó phải chuẩn như vậy đấy. Đó. À, không rơ không lắc, nhẹ mà nói chung là phải nhẹ mà nhẹ đúng cái độ nhẹ nha. Rồi ok anh em ha, cái dên này ok lắm nha anh em, cái dên đẹp lắm á. Cái dên này mình bán cho anh em mình dùng nè, bảo hành 6 tháng anh em về ráp, anh em ráp ở tiệm mình bảo hành 1 năm. Ok, dên rim quá vip, không thể nào mà nói chung là tìm được một cái dên hiện tại được như vậy đâu anh em, khó lắm anh em ơi. Khó lắm nha anh em. Dên rim giờ nó đắt lắm. Còn những cái dây mà đi nhiều xài không ngon đâu. Hứa với anh em luôn. Cái này mình bán cho anh em chơi nè, hai củ thôi. Rồi. Khỏi suy nghĩ. Tại mình đổi được cây đồ sản phẩm mình cũng rẻ. Bù lại bán giùm cho ảnh lại cũng ok ha anh em ha. Cái đồ mà của cây của mình là tính tới 3,5 triệu đó. Cây của mình đổi với ảnh là 3,5 triệu đó. Anh bù mình 1,5 triệu mình lấy ra cây dây này tính là 2 triệu đó. Rồi anh em coi cái bộ số này dò đạp nè của mình nè, ghê chưa, này của mình đó, nguyên bộ này là của chiếc xe mình đó, ảnh còn xài được, ảnh không có đổi vì cái cốt nhông của ảnh, cốt dò đạp ảnh còn mới lắm, cũng còn đẹp, không có mòn, ảnh không có cần thay, cái nào mòn thì ảnh mới thay anh em. Cốt của mình nè, trên chiếc xe nè. Đó, chấm mực chấm sơn còn nguyên hết nha anh em, sớ lông mèo luôn anh em. Giật mình chưa anh em, chưa đâu, cái bộ số kia mới ghê kìa. Rồi nhìn kỹ nha anh em ha. Đó, dò đạp từng số. Mực màu còn đủ nha, càng móc nè không bị cong vên nha, ngay thẳng nha, không bị bẻ bị cong nha anh em. Vô số là bao anh em nhẹ luôn đó, móc tới móc lui nhẹ luôn nha. Nhiều khi những cái cần số bị cong đó, anh em móc đạp tới thì dễ, móc lui nó khó lắm nha anh em, là do cái cần số này nè, cái càng lừa này nó bị cong anh em, cong và nó bị chinh á, đâm ra nó không có đồng bộ, móc nó sẽ bị vướng. Tại sao nhiều chiếc vô số đạp tới trước thì nó rất là nhẹ mà móc về lại nó rất là nặng mà nó khó, nó bị dấp, là do thằng này. Đó, kiểm tra kỹ nó lại nha anh em, xe nhà mình đó kiểm tra lại, nhiều khi nó bị khuyết luôn cái chỗ này luôn đó, móc kiếm là nó nặng quá nó bị khuyết luôn á, thấy không? Đó, cái đạp tới cái móc móc lui đó anh em, đạp tới nè, móc lui nè, đó, giật lại là móc lui đó anh em. Rồi cái này không có gì coi hết, răng cọ còn nguyên, chung là phải còn nguyên luôn nha anh em ha. Đó. Không bị cong nha anh em, ráp thẳng băng nè, không bị cong nha anh em ha, nhiều khi những cái có những cái nó cong nha anh em. À, thẳng băng. À, anh em nào là chơi thì alo mình nha, cái bộ này mình bán 600k nha, rim Thái nha anh em ha, giá này giá tốt, không có bớt nha anh em, vì nó là đồ đẹp nha anh em, đừng có bị những cái đồ mà những cái cần móc mà hàng nhão rồi nha anh em, mình như mình nói đó, cái hàng nhão nó bị cong bị ổn này kia đó, cốt thì nó bị âu qua này kia là không được anh em ha. 600k là cần số rim nha anh em.
giò đạp cần số. Rồi cuối cùng là bộ số của mình. Nhìn đi anh em, không biết gì để nói nha, nhìn thì nhìn thôi, nhưng mà mình bao hành là anh em dùng 1 năm nè. Bộ số này dùng 1 năm luôn nha anh em ha, không phải 6 tháng nữa nha anh em, dùng 1 năm nha. Đó, vì là trên chiếc xe của mình đó, 1 năm nha anh em. Nên nhìn nha, tự đánh giá tự coi, 1 năm nha anh em. Còn sớ lông mèo luôn anh em, nhìn xéo xéo á, thấy không? Như vậy nó mới đã nè. Nhìn kiểu kia anh em nhìn nó hơi bị khó. Nhìn kiểu này nè, nó sẽ rõ hơn cái nhông. Tay này nó chiếu quá, anh em nhìn được đâu? Nhìn kiểu này nè, nhông mà nhìn được cái phần này nè, quay như vậy nè, khuyết không khuyết, mòn hay không mòn, anh em nhìn cái phía này là anh thấy liền. Nhìn phần này nè, hai mặt luôn, hai mặt nhìn nó mới sướng. Rồi ok nè, nó coi răng cõi nè. Rồi số nè, bông mai có số đầy đủ hết, chấm mực luôn anh em, đưa cho anh em cái này luôn nha ha. Heo nhìn kỹ nha anh em, nó hơi bị lém chút xíu nha anh em, không phải khuyết nha, nó bị lém nha, nó móc tới móc lui mà nó sẽ có cái lém, cái dấu thôi, gọi là cái dấu anh em ha, chứ phải khuyết nha anh em. Cái dấu thấy không, cái ma sát là nó sẽ có một cái dấu, chứ không phải là nó khuyết, khuyết là khác nha anh em ha. Ma sát mà phải có một cái dấu đó. Bao đẹp. Rồi ăn tiền cái này mình coi nè, cốc nhồng 30,000 cây, còn mới cả 90% luôn nha anh em ha, 90% nha anh em. Rồi ok nha, nói chung là quay phải cho anh em coi thôi, thật sự mình cũng biết nói làm sao giờ. Bảo hành dùng thì anh em biết rồi, 1 năm thì anh em nghĩ đi. Đó, dài lắm anh em, 365 ngày mà đâu phải ngắn đâu anh em, 365 ngày. Đấy, cái sớ nó còn không, sớ lông mèo của nó nè, trời ơi, còn nó bóng nó sáng là nó sẽ mất đi cái sớ nha anh em ha, nhớ nha. Đó, đây chấm là cái sớ nó còn đó, nếu mà nó bóng nó sẽ mất luôn à. Đó, mất luôn cái sớ à. Đó, sớ nhông của nó đó, đó gọi là sớ lông mèo đó, thấy không, còn hết cái sớ anh em. Đó, 1 năm dùng nha anh em ha. À, rồi ok nha anh em, thì cái bộ này mình bán cho anh em mà một bộ số đẹp dành cho riêng Thái, anh em nào muốn dùng lâu bền liên hệ shop mình nha. À, bộ này mình bán cho anh em mình dùng một cái giá cỡ này còn mới như vậy, 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu nha, bảo hành dùng 1 năm nha. Anh em có thể mua những bộ số ngoài chợ có chiều mấy cũng có nha, nhưng mà mình không biết nói như sao ha, nhưng mà thì mình bán thì mình nói rồi đó. Qua cảm nhận trên chiếc xe sống và mình cảm nhận trên cái chi tiết mình giám định kiểm tra chuyên môn đó, thì nhìn cái cốc tải anh em đã hiểu rồi, xe đi có 30,000 thì anh em nghĩ đi, anh em đi thêm 3 năm nữa chưa ăn thua, chứ ở đó mà 1 năm nói vậy thôi anh em ha. Rồi 2,5 triệu nha anh em. Đó, thì anh em cộng lên hết nãy giờ bao nhiêu đây,
Nếu mà anh em nào mà muốn qua shop full quy cục máy này, ở nhà anh em đang có một chiếc rim Thái cũng nhão hết trơn rồi nha anh em. Đó, nhão đồ hoặc bị lai đồ hoặc bị mất đồ thì qua shop mình, shop sẽ lấy trọn bộ combo này. Chẳng hạn như cái combo này anh em nào nếu mà ở nhà bình xăng, có bình xăng rồi thì không cần lấy bình xăng con, có đủ củ đề thì không cần thay, chỉ cần anh em thay đầu lòng, lửa, nồi, dên, số, hoặc không cần thay lửa cũng được. Nếu ở nhà anh em mình có lửa thì không cần thay lửa, lửa dên thì giữ luôn, còn mất lửa thì quá cứ qua đây thay, shop sẽ tính một cái giá rất là chuẩn. Chẳng hạn như ở đây mình tổng cộng hết bao nhiêu tiền không cần biết, nếu mà cộng lên hết là bán lẻ như vậy đó anh em. Anh em ráp nguyên cái combo này vô, bên shop sẽ miễn cho anh em 10%. Anh em qua ráp, qua sàn nguyên chiếc xe giảm 10%, mình cộng lên hết tất cả những đồ ở đây. Anh em nào mình có những cái đồ đang xài được không cần thay cũng được không sao, chẳng hạn như củ đề đang dùng được không cần thay, hoặc bình xăng con đang dùng được không cần thay, hoặc bộ lửa đang dùng được không cần thay, chỉ thay đầu lòng, nồi, dên, số gì đó, thì shop sẽ bà giảm 10% cho anh em và bao công thợ ráp cho anh em miễn phí, công thợ bảo hành 1 năm về máy, và đặc biệt là sẽ đưa cho anh em những cái bộ ốc tán trên chiếc xe này, mình đưa hết, mình ráp cho anh em hết. Nó có rất nhiều ốc tán như thằng lằn này kia ha, là ráp cho anh em, lựa cho anh em một cái bộ trọn bộ này, ốc tán, ốc mái gì đó, ráp cho anh em là không tính tiền nha, tận dụng hết cho anh em luôn những cái đồ đẹp đó, đưa cho anh em hết luôn. Nó như vậy đó anh em, là giảm được 10% nha đó. Anh em nào mua lẻ thì mình cứ bán lẻ, anh em nhớ anh em cứ mua món nào bán món đó. Nếu mà có duyên anh em nào muốn làm nguyên cục máy, sàn nguyên cục máy này vô, nãy giờ mình có báo giá rồi đó anh em ha. Chẳng hạn như nồi là 2,5 củ, bộ số là 2,5 củ, cây dên là 2 triệu đó, rồi đạp cần số là 600.000, cứ cộng lại hết rồi mình giảm được 10% cho anh em, cộng thêm cái chi phí ráp miễn phí như vậy thôi anh em, bao giòn bao gì bao hết cho tức từng thực cho anh em luôn đó. Anh em cứ cộng lại rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem nha. Cả nhà mình cho mình, anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn nút chuông để mỗi ngày mình đều lên những cái clip phục vụ cho anh em mình những cái dòng xe đẹp, xe chất hoặc những cái phụ tùng máy. Bên shop mình lúc nào cũng đồng hành cùng với anh em nha anh em. Mong cả nhà mình cho mình một trái lượt thích, một trái lượt thích nha anh em ha, và một lượt chia sẻ nha anh em. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc anh em mình luôn mạnh khỏe bình an. Bye bye cả nhà. Bye bye.